Hôm bữa Vinh có làm clip cho anh em về công dụng của hai cái cục màu vàng vàng này, thì có nhiều anh em vô comment sao không gắn cái cục nhôm này đi anh, cái cục nhôm này nó sẽ bền hơn nè, nó chắc chắn hơn nè đối với lại cái xe của mình. Ok, anh em đồng môn nói như vậy là đúng rồi đó, 10 điểm cho anh em nha. Nhưng mà anh em nhớ rõ nè, đối với lại những cái cục màu vàng này á, bên mình sẽ tặng kèm cho bất kỳ những cái dạng gù Salaya nào, từ gù dẹp nè, gù 5 cạnh nè, 3 cạnh nè, đều có mẫu này hết. Còn nếu như anh em muốn đóng cái cục nhôm này đó hả, thì khi đóng cái cục nhôm này á, anh em sẽ kêu là nó sẽ chắc chắn hơn nè, nó sẽ bền hơn theo thời gian. Và nếu như những anh em nào mà chúng ta có cái cục màu vàng này thì chúng ta cứ xài, hoặc là nếu anh em đã rớt mất rồi muốn tìm một cái giải pháp để chúng ta có thể gắn gù thì có thể nhớ tới cái cục nhôm này nha. Đối với lại cái cục nhôm này sẽ có giá là 30k một cặp nhôm đóng gù, 30k cho một cặp nhôm đóng để có thể gắn được gù. Nhưng mà khoan, nghe tới đây bảo đảm sẽ có nhiều ông có suy nghĩ như vậy nè: trời ơi, hai cục nhôm này mà 30k mắc dữ vậy. Đó, thấy không, biết lắm mà, biết là sẽ có nhiều anh em có sẽ có nghĩ như vậy. Nhưng mà anh em ơi, nhôm thì cũng có nhôm đít, nhôm đáp, nhôm chất lượng này, chất lượng nọ. Anh em đừng có so sánh dựa trên mức giá thôi, tội nghiệp Vinh lắm. Cái cục nhôm đóng gù này á, bên mình đã bán cho hàng trăm ngàn cái xe để gắn lên có thể gắp được gù đồ chơi rồi. Ngay cả xe bên ở đây nè cũng đang sử dụng cái dạng nhôm bên mình bán nè, để có thể gắn gù bao nhiêu năm nay. Cho nên anh em cứ yên tâm mà rớt lúa, không cần phải lăn tăn lo lắng cái gì hết á. Bên mình á, là khi anh em đóng cái cục nhôm này để gắn gù nè, anh em gắn gù hay là kể cả anh em gắn bao tay, tất cả sẽ được miễn phí công. Và còn được tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe nữa cho anh em, trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ không quan trọng hóa đơn anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ số máy bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Giờ thì anh em gắn gù theo cách nào thì để lại comment bên dưới với Vinh nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Trời ơi, 4 bước chăm sóc ngang xe ngon vậy luôn á anh. Vậy thôi giờ anh làm trước xe em đi, rồi lát hồi em vô em mua hai cục gù ủng hộ anh. Trả đây, với ai cũng được hết, nhưng mà với em anh mất niềm tin rồi. Lộ, không tin em nữa đâu Phúc ơi. Khỏi đi, không tin em nữa đâu Phúc ơi. Gì nữa đâu mà khóc với